Ở An Giang vào rạng sáng nay, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn 4 căn nhà trên địa bàn và 2 căn khác cũng bị ảnh hưởng cháy xém. Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 1 tháng 4. Lửa phát ra từ căn nhà của ông Cao Hồng Kha thuộc tổ 11, ấp Bình Hưng, huyện Châu Phú. Sau đó, đám cháy đã lan nhanh sang các nhà bên cạnh. Tiếp nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy địa phương đã nhanh chóng có mặt triển khai công tác dập lửa. Sau thời gian tích cực cứu hỏa, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc tuy không thiệt hại về người, nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.